con bé hôm qua ấy, công nhận ngon phết mẹ ạ. Nó phải gọi là ngọt nước luôn đấy chứ. Cái gì? Mày bị điên à? Nghĩ gì mà tao quay lại đi với nó nữa? Chơi một hôm thôi, sướng một hôm thôi là đủ rồi. Giờ ấy, tao cao chạy xa bay rồi. Tao phải công nhận với mày một điều ấy, là từ khi tao mượn được ô tô của chủ tịch, tao cua em nào, em mới đổ rầm, rụng như sung luôn mày ạ. Nó gọi là lét ấy. Đã thế, lại còn mang thêm cái chức trưởng phòng của tập đoàn FVM nữa chứ. Lúc đấy, tao đốm nào thoát ra khỏi tay tao luôn ấy. Ờ nhưng mà mày ơi, tao bận có tí việc rồi nhá. Đang có con hàng nhìn trông ngon quá. Thế nhá, tao tắt máy đây. Cô ơi. Anh gọi tôi sao? Đồ của cô này. Đây là ví của tôi mà. Đúng rồi, ban nãy tôi thấy cô rơi ở đằng kia nên nhặt lại rồi trả cho cô. Cô kiểm tra xem có mất cái gì không? Không thiếu cái gì cả. Thực sự cảm ơn anh. Trong này có nhiều thứ quan trọng với tôi lắm. Nếu mà mất thì không biết phải như thế nào nữa. Vậy thì tốt rồi. Mà hình như cô không hay đến đây ngồi uống cà phê thì phải. Sao anh biết vậy? Tại vì tôi thường xuyên hay ngồi ở đây. Với lại tôi chưa thấy một người con gái nào xinh đẹp như cô cả. Anh cứ trêu vậy, tôi lại tưởng thật đấy. Đúng là lần đầu tôi tới đây, tôi có việc đi ra qua nên tiện vào đây ngồi luôn. Tôi nói thật mà, tôi có đùa gì cô đâu. Thực sự trông cô rất chi là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Để cảm ơn việc anh nhặt ví giúp tôi có thể mời anh đi ăn được không? được chứ. Được đi ăn cùng một con gái xinh đẹp như cô ấy, chắc hẳn là diễm phúc đối với tôi rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Mình đi thôi. Anh thấy đồ ăn ở đây được chưa? Ngon, ngon lắm. Chắc là do được ngồi cạnh cùng cô con gái xinh đẹp như cô ăn nên là đồ ăn ở đây rất là ngon. Vậy anh ăn nhiều lên nhá, để tôi gọi thêm đồ. Chủ quán ơi, cho thêm 5 con tôm hùm nữa nhá. Sao cô gọi nhiều thế? Lỡ mình không ăn hết thì sao? Không sao, ăn uống là phải thoải mái. Anh ăn tự nhiên đi, tôi mời. Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Ừ, cô cứ đi. Quái lạ, một tiếng rồi, sao mà nghe điện thoại lâu thế nhở? Phục vụ ơi! Cô cho tôi hỏi với, ban nãy cái cô gái ngồi cùng bàn của tôi, cô ấy đi đâu rồi ạ? Chị ấy đã về rồi ạ, chị ấy lấy đồ ăn và 2 chai rượu, cho nên đã về trước rồi mà. Ủa, cô có nhầm lẫn cái gì không đấy? Cái cô xinh xinh ban nãy ngồi cùng bàn của tôi cơ mà. Làm sao mà nhầm được chứ, chị ấy còn dặn kỹ tôi rằng bàn này là anh trả tiền mà. Không đúng, cô ta nói cô ta mời tôi mà, tại sao tôi lại phải trả chứ? Bây giờ là như thế nào? Anh tính không trả tiền à? Này, mày nói lại cho tao nghe xem nào. Mày nghĩ tao là ai mà tao phải ăn thịt tiền của mày? Hả? Bữa này bao tiền tao trả? Tổng của anh hết 50 triệu. Cái gì? 50 triệu à? Mày bị điên à? Tao được của mày mới hết 50 triệu. Mày có tính sai không đấy? Làm sao mà sai được? Chị ta lấy bao nhiêu là đồ ăn về, chưa kể cả rượu tây. Hóa đơn của anh như vậy là tôi đã giảm giá cho anh rồi đấy. Chúng mày ăn cướp đấy à? Đã thế thì bố mới không trả, được chưa? Thế bây giờ là anh tính quỵt tiền chứ gì? Bảo vệ đâu? Có chuyện gì vậy? Anh ta ăn nhưng mà đang tính quỵt tiền, không chịu trả đấy. Quỵt à? Để em cho nó một trận, rồi đưa nó lên công an. Hóa ra chúng mày thông đồng để gài bẫy bố mày à? Tưởng thế nào? Không cần biết. Bây giờ có trả tiền không được ạ? Anh ơi, bình tĩnh. Anh cứ bình tĩnh đã. Vì gì mà nóng thế?
Tiền ấy em sẽ trả mà. Nhưng mà bây giờ em không có tiền ở đây. Không cần biết, không có tiền thì lên công an. Anh ơi, hay là bây giờ như thế này đi. Em để lại xe ô tô của em, rồi chưa cầm tiền sang em mang trả cho anh. Như thế được không ạ? Được rồi, chiều mà không có tiền thì đừng có trách. Dạ vâng ạ. Này cậu Hải, cậu đi đâu mà sao đi bộ thế? Xe của cậu đâu? Dạ em... Có chuyện gì à? À thôi, trời đang mưa, lên xe đi, rồi nói chuyện sau. Dạ vâng ạ. Cậu Hải, có chuyện gì vậy? Xe của cậu đâu? Dạ... Em xin lỗi chủ tịch, em... Em bị lừa rồi ạ. Cái gì cơ? Cậu bị lừa á? Cậu bị lừa cái gì? Nói rõ tôi nghe xem nào. Chuyện là sáng nay em có đi uống nước, em gặp một cô gái, xong rồi cô ấy đánh rơi cái ví, em nhặt lại, em trả cho cô ấy. Thế là cô ấy mời em đi ăn để trả ơn ạ. Nhưng cuối cùng là ăn xong cô ấy bỏ về. Cô ấy để lại một mình với cái ví hơn 50 triệu ạ. Thế là em phải cắm xe ở lại đấy. 50 triệu? Cậu ăn gì mà hết tận 50 triệu? Chắc chắn là cô ta thông đồng với quán để lừa em rồi chủ tịch ạ. Thôi được rồi, bây giờ cậu đi cùng tôi đến đó. Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Tôi không thể nào để nhân viên của tôi bị lừa như vậy được. Vâng ạ. Cậu nói năng quán này à? Dạ vâng, đúng quán này rồi anh ạ. Được rồi, chúng ta vào xem sao. Vâng ạ. Tao đã nói rồi, tao sẽ đòi lại công bằng cho mày. Phải cho hắn tao một bài học nhớ đời, cho chừa cái tội đi lừa cái khác đi. Tao cảm ơn mày nhá. Thôi, bạn bè với nhau, mày đừng có nói như thế. Tao thấy mày bị tên xấu xa kia lừa cả, tao cũng tức lắm. Đợi chiều nay, khi hắn ta mang tiền tới trả, tao sẽ đưa lại cho mày số tiền đấy. Này! Hóa ra chúng mày thông đồng lừa gạt tao đúng không? Hải, cậu cứ bình tĩnh đi. Chuyện ở đây cứ để tôi giải quyết. Chào ai cô. Tôi là chủ tịch của tập đoàn FVM, là sếp của cậu Hải đây. Tôi có nghe câu chuyện mà cậu Hải kể qua rồi. Hiện tại cậu Hải đang nợ quán này 50 triệu phải không? Đúng vậy, anh ta hiện đang nợ quán 50 triệu và có để lại ô tô để làm tin. Chiếc xe đó là của tôi, nên tôi sẽ có trách nhiệm trả số tiền đó cho quán này. Nhưng mà cho tôi hỏi, chủ quán này là ai? Là tôi đây. Là cô sao? Thế tại sao cô lại lừa gạt khách hàng của mình như vậy? Cô có biết, nếu như cô dùng thủ đoạn đó, thì trước sau gì, cái quán của cô sẽ phải đóng cửa không? Tôi biết chứ, biết rõ ràng là đặc khác. Biết mà vẫn làm sao? Tôi nói cho cô biết, trong kinh doanh muốn phát triển ý, thì phải đi lên bằng chính chất lượng của mình, chứ không phải dùng những mưu mô để lừa gạt khách hàng của mình như vậy. Anh nói rất hay. Đúng là tôi cố tình làm như vậy, nhưng tôi chỉ làm như vậy với những kẻ tiểu nhân và hèn hạ, xứng đáng bị như vậy thôi. Con khốn, mày đừng mà nói lão. Hải, ý cô là sao? Hèn hạ tiểu nhân ư? Cô có thể nói rõ hơn được không? Đúng vậy, tôi nói anh ta là hèn hạ tiểu nhân đấy. Đây là Trang, bạn của tôi, cũng chính là người con gái bị hắn ta lừa gạt cả tình cảm đến tiền bạc đấy. Lừa gạt sao? Hải, chuyện này là như thế nào? Chủ tịch, anh đừng tin lời cô ta, là cô ta vu khống em đấy ạ. Anh nói ra câu đấy mà không biết xấu hổ à? Anh nói với tôi là anh cần tiền gấp, nhờ tôi chuyển khoản. Rồi sao? Anh bỏ tôi để đến với người con gái khác? Anh Hải, cô ta là ai? Tại sao mấy hôm nay em gọi không nghe máy? Đến nước này rồi ấy, cô nhìn thấy thì tôi cũng nói cho cô biết luôn. Đây là người yêu mới của tôi,
Còn cô ấy, tôi chán cô rồi. Anh nói dối, em không tin. Chỉ có những đứa nào ngu ấy, giống như cô, mơ mộng hão huyền ấy, thì mới tin thôi. Còn tôi ấy, thực sự chán cô lắm rồi. Hóa ra anh lừa dối tôi. Vậy 50 triệu tôi đưa cho anh để đầu tư đâu? Tiền của cô á? Tiền của cô tôi đầu tư thua lỗ hết cả rồi. Khi nào có thì tôi trả. Còn giờ ấy thì cô tránh ra chỗ khác cho tôi đi. Anh... Thế nhá, mình đi thôi em. Nhân viên của anh là người như vậy đấy. Chính vì như vậy tôi mới phải dùng cách này để lấy lại số tiền cho bạn của tôi. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Hải, cậu giải thích sao về chuyện này đây? Chủ tịch, em... Là do em đã chơi cá độ bóng đá, em bị thua nên em mới... Cậu thử nghĩ xem, cậu có xứng đáng là đàn ông không ạ? Sức giải vai rộng như vậy, lại đi lừa cả tiền của các cô gái khác sao? Chủ tịch, em sẽ trả lại hết tiền ạ. Em hứa với anh là em sẽ trả hết. Nhưng mà hiện tại em chưa có đủ. Chưa hết đâu. Lừa tiền là một chuyện, nhưng đằng này cái bản tính trăng hoa của cậu lại đem ra để lừa hết cô gái này đến cô gái khác. Tôi thật không ngờ công ty của tôi lại có loại người như cậu đấy. Chủ tịch, anh xin hãy tha thứ cho em được không ạ? Tha sao? Tôi đã từng nghĩ là cậu đúng, cậu bị lừa đảo. Nhưng mà sau khi biết thực hư mọi chuyện ấy, thì tôi đã không thể nào chấp nhận nổi cậu nữa. Từ ngày hôm nay, cậu chính thức bị sa thải. Còn chuyện của cậu ấy, cậu tự đi mà giải quyết. Sẽ chẳng có cơ hội nào cho những kẻ bôi bạc như cậu đâu. Nếu như cậu tiếp tục cái bản tính đấy, thì sớm muộn thì cũng có một ngày cậu phải chấp nhận một quả báo còn nặng nề hơn cả ngày hôm nay đấy. Trong chiều nay, cậu phải mang xe về và thu dọn tất cả đồ đạc rồi rời khỏi công ty của tôi. Còn nếu chiều nay tôi không thấy xe, thì cậu tự lên công an mà trình bày tất cả mọi việc. Chuyện ở đây tôi không xen vào nữa. Chào anh cô. Chào anh. Chủ tịch. Đáng đời cái loại đàn ông trăng hoa, muốn ăn mà không muốn làm à? Thật sự tao đang cảm thấy rất thoải mái. Tao cảm ơn mày nhiều nhá. Thôi, có gì đâu mà mày phải khách sáo thế. Tao với mày là bạn của nhau mà. Đã là bạn của nhau thì phải giúp đỡ nhau chứ.